Rồi, mình chuẩn bị mình sẽ livestream cái nhóm này nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình dời chỗ đầu xe mình đi ra mình làm chương trình nha. Hello anh Minh Giang. Hôm nay anh có mặt ở đây thấy cái không khí của buổi biểu tình này thế nào anh?
Chắc có lẽ anh Minh Giang cũng có nhìn nhìn có lẽ giống giống mình đúng không ạ? Ít nhất là thấy là họ cũng có được có người, có nhân sự đúng không ạ? Cũng tương đối là một cái cuộc biểu tình. Chứ không đến độ là không đến độ là gọi là lèo tèo hai băng nghe đúng không ạ? Nó cũng có một cái khí thế của một người một đoàn biểu tình. Nhưng mà hôm nay hình như là mình có một cái hơi đặc biệt là anh thấy hình như là có một nhóm cũng phản biểu tình, nhóm biểu tình, nhóm biểu tình, thì anh thấy cái sinh hoạt này nó như thế nào? Dạ vâng, thưa anh, kính thưa quý vị, đương nhiên giống như Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, sinh hoạt chính trị tranh cử Hoa Kỳ là luôn luôn có hai đảng phe nhóm đúng không ạ? Thì đương nhiên những cái người mà gọi là chúng tôi đi, tại vì vô hình chung là cái quan điểm của Khải cũng tương đồng với cái nhóm đang biểu tình những cái tên dân cử cuội, tức là chữ cộng kiếm cơm, mượn danh chống cộng để mà kiếm phiếu, kiếm ghế, trục lợi, vinh thân phì gia. Thì đương nhiên những cái thằng dân cử này nó cũng phải có phiếu nó mới đắc cử được chứ, tức là nó phải có cái guồng máy, có cái bộ sầu, có âm binh, có tay sai. Và như anh Minh Giang và quý vị thấy thì ngày hôm nay khi mà được thông báo sẽ có quần chúng những cái hiệp hội, mặc dù có thể là nhiều người chê bai chê cười dè biểu, nhưng mà họ vẫn là những cái tổ chức, những cái hiệp hội đàng hoàng sinh hoạt bao nhiêu năm nay trong cộng đồng, và họ thông báo họ sẽ biểu tình ngay tại chỗ này chống lên án những cái kẻ gọi là đội lốt dân cử, đội lốt chống cộng để mà trục lợi ăn hai máng. Thì thưa quý vị thấy rõ ràng giống như nếu mà nhìn về tương quan lực lượng thì những cái người mà đứng ra biểu tình là họ ngoài cái danh nghĩa là đoàn thể giấy phép thì họ còn có gọi là dạ chào chú, dạ chúc mừng mấy chú. Cái đó là anh Minh Tâm. No fighting. Yeah. Rồi cho mình đặt lại cái lấy lại cái nước của mình. Anh coi nó được. Rồi. Thì thưa anh, hồi nãy là anh Minh Giang có thấy cái lộn xộn đó là cái cá nhân của những người này với nhà báo Minh Tâm. Thì chúng tôi không can dự, chúng tôi cũng không biết phe nào là phe nào, đúng không ạ? Anh Minh Tâm thì Khải với Minh Giang cũng có biết, nhưng mà hôm nay có một cái điều rất là đặc biệt, không biết anh có chú ý hay không, những cái biểu ngữ mà của cộng đồng phía bên Liên Hiệp Ban Chấp hành Sản và Đại Sa đưa ra đó. Thì có những cái thông điệp rất là mạnh khi mà lần đầu tiên gọi các dân cử là kẻ phản bội. Có người nói chúng tôi rằng là trong ở đây mấy chục năm là chưa bao giờ có dùng cái từ gọi là kẻ phản bội dành cho các dân cử như vậy. Thưa quý vị và kính thưa và thưa anh Minh Giang, có lẽ anh cũng như Khải nắm vững cái vấn đề, nhất là những YouTuber đúng không ạ, chống cộng cũng như là dư luận viên, thì anh chắc cũng không xa lạ gì với cái kênh thầy gọi là Đầu Đất, tức là cái nick Huy Đức TV đó. Thì hồi tối qua thầy vô hình chung thầy xem thì thấy chính cái kênh Huy Đức cũng đã nói thẳng ra rồi, nói là tụi bay chửi cộng cái gì, tụi bay lôi báo Đảng ra đúng không ạ, tức là lặp lại nhai lại những cái thông tin của ban tuyên giáo nhà nước Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị họ cho phép đăng rồi, họ kiểm duyệt. Ban tuyên giáo họ cho đăng rồi, mày đi mày lập lại, lôi báo Đảng ra mày đọc, tức là mày làm tay sai, mày lập lại những cái thông tin đó thôi, mày tiếp tay cho
Võ Văn Thưởng cho Nguyễn Phú Trọng để mà thanh trừng nội bộ thôi, chứ mày chống cộng cái gì. Thì chính Huy Đức ngày hôm nay cũng đã công khai nói là bây giờ hắn không còn tin ai nữa. Tức là trên YouTube bây giờ hắn nêu tên mấy cái người như là gì, Đức Hiền TV, đại khái những cái kênh mà mới ra thôi, chứ còn hắn không hề nhắc đến Trần Nhật Phong, không hề nhắc đến Trương Quốc Huy. Và chính hắn cũng nói Ngô Kỵ bây giờ cũng leo lên xe VinFast ngồi quảng cáo cho VinFast, thì hắn không còn tin ai hết. Và hắn nói là tụi này bao nhiêu lâu nay chỉ là chửi còn kiếm cơm. Thì thưa anh, những cái đứa chửi còn kiếm cơm như vậy mà bao nhiêu lâu nay nó ăn hai máng, nó vỗ ngực xưng tên là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, nó hứa hẹn là tử thù An Lộc, nó giả vờ lâu lâu về ra một cái nghị quyết lên án cộng sản, nhưng mà đằng sau á thì nó lập hãng phim để huy động 40 triệu đô la làm phim với Alan Ford Võ, làm phim với Ngô Thành Vân. Cô Kiều Trinh là chuyện của cổ, giống như David Dương là những cái chọn lựa của họ, nhưng mà ai cũng biết họ đã công khai làm ăn với Việt Nam bao nhiêu lâu nay rồi. Tụi này khi mà cần phiếu thì nó ra nó vận động vỗ ngực xưng tên là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, chống cộng tới cùng, tự thù An Lộc. Nhưng mà khi mà đắc cử xong rồi thì nó về nhà nó đi ăn với Vapa. Và giống như chắc Minh Giang không lạ gì, tuần sau là ông cựu đại sứ Ted Osius dẫn 50 tập đoàn kinh tế tài phiệt của Hoa Kỳ về Việt Nam. Thì rõ ràng cái buổi tiệc Vapa là để dọn đường dư luận, để mà trấn an dư luận, để mà bày tỏ chứng minh cho những cái tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ biết rằng là người Việt hải ngoại không còn chống cộng nữa, quý vị cứ việc về Việt Nam làm ăn, cứ việc ký hợp đồng với cộng sản. Và đó là cái mục đích của ông David Dương khi mà tổ chức cái gala đó, nói là chung một tiếng nói là như vậy thưa anh. Và cái tụi này nó ăn hai máng, nó đi tham dự cái đó, nó dùng cái danh nghĩa là dân cử, lãnh tụ chống cộng, đại diện cho cộng đồng, để nó là đi bưng bô cho ông David Dương, để bày tỏ cho mọi người thấy là người Việt không còn chống cộng nữa, là nó ủng hộ, giống như thằng Trương Quốc Huy nó lên nó nói là kinh tế với chính trị không có dính dáng gì hết đó. Có nghĩa là kinh tế, chính trị là chính trị, tôi chửi cộng cứ chửi cộng. Nhưng mà quý vị cứ việc về Việt Nam ký kết hợp đồng, mai mốt VinFast qua đây cứ cho tôi tiền là tôi bưng bô cho VinFast. Thì kính thưa quý vị, nó ăn hai máng như vậy thì rõ ràng là đã, giống như báo Người Việt viết, là nó đã dẫm đạp, chà đạp lên cái làn ranh quốc cộng, mà bao nhiêu lâu nay nó lợi dụng cái làn ranh quốc cộng để nó có được ngày hôm nay, có chức, có quyền, có ảnh hưởng, có view, có tiền, thưa anh. Vâng, rất là cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đi một vòng ha, để rồi có gì trở lại anh sao. Rồi, thank you. Sao anh Nam? Vậy ạ? Ồ vậy ạ? Vấn cái nhóm bên kia, tụi nó không chịu trả lời. Ồ vậy ạ? Có một bài đã chịu trả lời, nhưng mà bà nói đúng là cái hiểu biết người ta có. Thì đó? Người ta nói chứ chính trị là một chuyện, còn thương mại là một chuyện, hai cái nó khác nhau, người ta mà dính dáng với nhau được trả lời câu ạ. Dạ. Nhưng mà thưa anh, cái chuyện đó là chuyện quần chúng, người thường có quyền nói như vậy, đúng không? Mình đặt vấn đề là giống như Tài nói với Minh Giang, tụi này bao nhiêu năm nay tụi bay lợi dụng cái làng ranh quốc cộng tụi mới có được ghế, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Tụi nó nhờ tụi nó dương cao cái lá cờ vàng tụi nó mới dạ có đó. Cái ghế này. Dạ. Bây giờ lại đi dạy dỗ nó là sao mấy quý vị quá khích quá vậy, đúng không? Là quý vị mù quáng là sao đi chống. Vậy nó nói đó, Trần Thế Văn nói là không biết, trong cái đó Nguyễn Mạnh Chí thì nói là tặng cái bằng khen là được chính đáng. Anh Nam, anh phải họ nói lại với mọi người bên phía anh đó, là anh nhớ một tuần sau là có cái ông Osius ông dẫn tập đoàn phái đoàn về Việt Nam, đúng không ạ? Anh biết là bên Mỹ những cái tập đoàn đó nó không có tự nhiên ngày hôm trước ngày hôm sau nó lên kế hoạch nó về. Phải nói phải đau. Dạ, không phải đau. Nó, tụi nó phải biết bao nhiêu lâu nay rồi. Anh nghĩ là bà Michelle Steele, Trần Thái Văn rồi người kia, tụi nó biết cái chuyện đó không? Biết là phái đoàn mấy cái tập đoàn Mỹ sẽ về Việt Nam không? Đúng không? Thì nếu mà em là tụi nó, em là chúng cộng thì không thể nào mà em không phanh phui cái chuyện đó được. Tại sao? 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 Tại sao?
theo em thì em nghĩ nó muốn lấy lòng đôi Bích Dương anh, và giống như tụi em nói là tụi nó đã gió đã đổi chiều, tụi nó đã bắt tay sẵn sàng đi đêm với bên kia rồi, nó không còn lằng ranh có cọc đổ giúp. Nói đúng, đối với tụi nó không còn lằng ranh gì hết, nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó bịp, nó vẫn không dám công khai, nó không dám thú nhận thôi. Chứ mà nói như mấy cái người đó là vẫn còn u mê, vẫn còn ngu dốt bị tụi nó lừa bịp, đúng không anh? Bây giờ bày đặt lên lớp mình, lên lớp nói là tụi mình sao mù quáng, sao chống lại cái chuyện làm ăn này này kia. Anh em mình đâu có chống đâu anh Đồng ấy không? Chính cái tụi này nó mới khoe, nó ra nghị quyết cấm này cấm nọ là tụi nó ra, chứ còn đâu có ai cấm đâu. Anh muốn ra quay chứ Nhân đang trả lời phỏng vấn không? Cái này là có mấy phút rồi. Ồ vậy ạ. Phỏng vấn hai người là hết rồi. Dạ, để em ra em quay thử cái chữ nói gì. Vì sự tham dự và cấp bằng là chính xác. Nhưng mà hôm nay thấy có một thông điệp rất là đặc biệt, khi mà có quá nhiều các cái bản biển mà lên án đó, thì nhắm vào một cái từ rất là mạnh, đó là từ kẻ phản bội. Thì đây có phải là lần đầu tiên một cái cuộc biểu tình do ông tổ chức mà dùng những cái người dân cử trước đây thường gọi là con cưng của cộng đồng đó, mà bây giờ phải dùng cái từ thái cực ngược lại, đó là phản bội, thưa ông? Chúng ta xác định một điều là cái chuyện Lê Viết Dương là chuyện sau này, nó có một cái mắt xích đi từ nhiều năm về trước, từ vụ Ngô Thanh Vân cho đến vụ Bình Minh cấp bằng khen, rồi tới vụ mà chúng tôi biểu tình bị cảnh sát đàn áp, biểu tình Đàm Vĩnh Hưng ở Royal Banquet ở Catina Plaza, rồi sau đó lại đã được chính lại cấp bằng khen cho người đứng tổ chức của Đàm Vĩnh Hưng. Thành ra đây là một việc mà tôi thấy là nó có cái bác sĩ đi từ nhẹ nhàng rồi tới nặng nề, nhẹ nhàng ở chỗ trong suốt thời gian dài. Nguyễn Quốc Lân luật sư cũng đã lên 7 bài viết đánh phá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng Việt Nam Cộng Hòa mất là vì đội Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng nên mất. Đó là những điều mà chúng tôi thấy là nó có một cái chuỗi hoạt động của cái nhóm này từ nhẹ tới nặng, và chỉ Lê Viết Dương là chỉ là cái giọt nước sàn đi đầy mà thôi, họ công khai quá. Do đó những từ mà dùng đây đối với chúng tôi thì không có gì nặng nề, đó là xác thực. Đối với những bản hiệu mà ghi ở đây là xác thực, là đúng sự thật như vậy. Nhưng mà thưa ông, thì trong cộng đồng thì trước giờ gọi là con cưng của cộng đồng đó, thì đối với các cái dân cử bây giờ từ một cái thái cực từ con cưng mà trở thành là kẻ phản bội, thì trong tâm lý của các cụ người lớn tuổi của quân lực ra Cộng Hòa có cảm thấy là rất là hụt hẳn hay là cảm thấy như thế nào? Không hụt hẳn, bởi vì một quân nhân không bao giờ mà nhưng mà đau xót vì con cháu mình nó phản bội lên mình, nó phản bội lại ông cha đau xót, chứ không có hụt hẳn. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh, vẫn tiếp tục giữ làn ranh quốc phòng, không bao giờ lùi bước, dù thế lực thế nào, dù hoàn cảnh thế nào, thời gian thế nào, chúng tôi còn tồn tại, còn tiếp tục đấu tranh để giữ làn ranh quốc phòng và giữ sự xâm nhập của chế độ cộng sản ở hải ngoại. Và ông có thể cho biết là bước kế tiếp của mình sẽ làm như thế nào không, hay là sẽ biểu tình liên tục mỗi hai tuần một lần, hay là tôi là sẽ chờ sự phản ứng của cái nhóm của ông Trần Thế Giang. Tôi sẽ chờ sự phản ứng của ông nhóm Trần Thế Giang để tôi có thái độ thích nghi với tụi nó. Những cái sự đáp ứng của cái nhóm dân cử đó như thế nào thì ông đang chờ đợi? Đang chờ đợi. Ông đang chờ đợi họ sẽ phản ứng như thế nào thì ông cảm thấy là hài lòng? Rồi tôi sẽ có hành động. Ví dụ như người ta xin lỗi, ông có đồng ý không, hay là họ phải... Tất cả những cuộc biểu tình trong 30 năm nay chúng tôi biểu tình làm gì? Để là kéo con người trở về con đường chính nghĩa. Vì sự thật là 48 năm qua tất cả toàn dân trong nước cũng như ở hải ngoại thấy được ai là chính nghĩa, ai là chính nghĩa. Dùng Việt Nam Cộng Hòa thất trận cũng vẫn là chính nghĩa. Rồi mình vì bị đồng minh phản bội là Mỹ phản bội, không giữ lời hứa, thành ra mình thất trận. Nhưng mà trong thái độ và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian trước thì chúng ta là chính nghĩa. Do đó những cuộc biểu tình kéo mọi người trở về những cuộc biểu tình để tương lai thật sự xây dựng nước hòa bình
không lệ thuộc vào tạo động trong tương lai. Mà sự kiện 33 thì từ ngày 25 tháng 2 đến nay cũng hơn một tháng rồi, các dân biểu chả có xin lỗi gì hết. Trong khi đó thì ngoại trừ các cái hội đoàn của phía bên ông và cái liên ủy ban, rồi ngay cả cái cộng đồng ở phía Bắc Cali cũng đã có lên tiếng rồi. Nói chung là khắp nơi cũng đã có lên tiếng rồi, nhiều đài báo và nhiều kênh YouTube trên mạng xã hội cũng lên tiếng. Tuy nhiên thì phía bên dân biểu thì đặt cả xin lỗi, thì ông có chờ đợi gì đó gọi là cái quay đầu của họ hay là cái mà ông cảm thấy là đáng? Tại vì tôi đã nói là tôi phản đối, là mình muốn kéo người ta trở về những cái nghiệp, tôi trở về những cái nghiệp. Còn nói là về vấn đề sự phản ứng của họ là cho cái sự công nhân cũng không muốn gì đa khớp mà thôi, vì chính con tha cháu của mình nó lấy lưỡi dao nó thọc vào. Nếu về chú cho hỏi một câu thưa chú, nếu về chú nghĩ là đây là giọt nước đã tràn ly, tức là cái lằn ranh đã vượt quá giới hạn, không thể hàn gắn được nữa, hay là nếu mà như một số người nói, nếu mà họ nhận lỗi, họ xin lỗi thì lại xóa đi làm lại, coi như không có chuyện gì xảy ra? Nãy giờ tôi cũng đã trả lời bên đây rồi, mục đích các cuộc biểu tình là kéo người ta trở về với chính nghĩa quốc gia, và chính nghĩa quốc gia là không phải là chế độ cộng sản, chính nghĩa quốc gia là Việt Nam Cộng Hòa. Vì sau 48 năm toàn dân trong nước cũng như ở hải ngoại này, những người tị nạn này đã thấy được đâu là lý tưởng. Việc đó nó đương nhiên, nhưng mà cho mọi sự giải quyết chờ theo thái độ của cái nhóm Trần Thái Giang trong tương lai. Tức là những cái bản mà Việt Giang này có nghĩa là chỉ lên án một vài cái hành động sai trái của họ, chờ họ xin lỗi thôi, chứ không phải là đã khẳng định họ là Việt Giang rồi. Điều có thể nói khẳng định, nhưng mà dù khẳng định đi nữa, họ cũng có thể quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Vì mục tiêu của mình là đưa họ trở về với chính nghĩa quốc gia mà. Điều những bản này viết rất đúng, là vì đây là một chuỗi sinh hoạt, một kế hoạch nó kéo dài từ nhiều năm, từ Ngô Thanh Vân tới giờ, chứ không phải là đơn giản vụ qua ba. Qua ba chỉ là giọt nước tràn ly đầy thôi, mà công khai quá thôi. Thành ra những chuyện về trước nó đã có một cái mắt xích dài, từ chuyện đánh phá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tham nhũng lên mất miền Nam vân vân của Nguyễn Quốc Lân, rồi đến những vụ tham cấp tờ bằng khen cho tổ chức này tổ chức nọ của Việt Cộng. Đó là một cái tổ chức có sinh hoạt, có kế hoạch, nhưng mà dù kế hoạch hay không kế hoạch, họ quay trở về với chính nghĩa quốc gia chúng tôi rất là. Chú cho phép cháu xin một cái chia sẻ thêm. Chú có thấy là sau cái buổi họp VAPA đó, là một tuần sau là Ted Hughes dẫn một 50 tập đoàn của Hoa Kỳ về, thì cháu không tin là tụi này nó không biết trước cái chuyện đó. Mà nếu mà biết sẽ có cái sự kiện nó xảy ra mà ông David Dương tổ chức cái gala này là để dọn đường, tạo một cái dư luận tốt cho ấy, thì chú nghĩ là có tiếp tay với cộng sản hay không? Cái đó là rõ ràng, cái đó là rõ ràng. Vì cái nhóm dân cử này nó đã biết, chắc chắn là biết chuyện đó. Nên Tạ Đức Chí và Nguyễn Mạnh Chí cũng nên phát biểu là sự cấp bằng khen cho Hoa Ba đó là chính xác, là chính xác, là đúng, không? Thành ra nó rõ ràng. Nhưng mà dù kế hoạch thế nào đi nữa, ngay cả Việt Cộng bây giờ nó quay về trở về với quốc gia mình vẫn quen quá mà. Nói chứ những người này là con cháu của mình. Thành ra cái chuyện trở về nó tùy theo cái sự đối xử của những người này trong những ngày tháng sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chúc chú may mắn. Chào Hải Đào. Dạ, Hải Đào. Dạ. Dạ, cháu che mặt thường lùng đó. Để có gì vậy? Mời chú trở về với cháu đi gặp những người này. Muốn gặp anh Pháp Mùi. Anh Pháp ơi, anh Pháp. Anh Pháp ơi. Anh Pháp ra đây kìa. Chắc là chú đi xa xa cho nó bớt buồn. À, xin chào anh Pháp. À, xin chào anh. Chúng tôi có nhận được những cái văn bản và từ cái cộng đồng miền Nam quốc gia của anh đó, thì khi mà đưa ra một cái lời lẽ cũng hết sức là nặng nề và nhắm vào các cái dân cử, thì lần đầu tiên chúng tôi thấy được cái từ gọi là dân cử và các cái YouTuber gọi là chống cộng cuội. Thì ông có thể là nói lý giải thêm ông về cái những cái từ ngữ đó không? Vâng, thưa anh, cuội thì chúng ta biết rồi, hồi xưa có cái câu chuyện là thằng cuội Trịnh Công Trăng đó, nó nói dối rất là nhiều, tất cả những người họ nói đều là không phải là sự thật. Thì chúng tôi dùng danh từ này để ý ám chỉ những cái vị dân cử hoặc là những người YouTuber, chẳng hạn như là ông Trương Quốc Huy. Chúng tôi nói thẳng ông Trương Huy cũng là những cái nơi chốn cái biết tôi, nhưng mà bao nhiêu năm nay chúng tôi theo dõi, chúng tôi thấy cái sự chống cộng ta chỉ là cái lời đãi bôi đầu môi chót lưỡi.
và một nhập không nhầm có mục đích kiếm cơm. Trước khi mà ông Trương Quốc Huy làm cái nghề YouTube thì ông ta sống cà lơ phất lơ. Không phải nói đúng ra là homeless, ông ta không có nhà, ông ta phải ngủ ở trong cái văn phòng của cộng đồng. Từ khi mà ông ta làm YouTuber, ông ta bắt đầu chúng ta thấy tài sản có tương đối có nhiều hơn, có nhiều chiếc xe cổ, ăn mặc đẹp hơn, thì rõ ràng là ông ta sử dụng cái YouTube của ông ta để mà làm sao cho có nhiều view, nhiều subscriber, và ông ta kiếm tiền qua cái việc đó. Những cái điều ông Trương Quốc Huy trình bày thì tôi thấy là đa số là chỉ đọc lại những từ những cái thông tin, tin tức ở trong các báo chí ở trong nước mà chúng ta biết. Báo chí ở trong nước họ chỉ đăng những cái gì mà nhà cầm quyền cộng sản cho phép họ đăng mà thôi. Ông Trương Quốc Huy chỉ là đọc lại những lời đó diễn dịch. Thành ra đó là lý do tại sao chúng tôi nói ông chống cộng là ông chống cộng cuội. Xưa nay chúng tôi chưa hề lên tiếng những cái điều này, mặc dù chúng tôi đã nhận thấy như vậy từ lâu rồi. Nhưng mà lần đây bởi vì ông đi ăn tiệc của Vapa có cái sự bảo trợ của Vietnam Airlines, thì đó là ông đã đi quá khỏi cái làng ranh của cộng. Chứ còn ông muốn lợi dụng cái chính nghĩa chống cộng sản hay là chính nghĩa cờ vàng thì cái chuyện đó, chuyện ông muốn lợi dụng thì chúng tôi không muốn nói đến. Nhưng khi ông bước vào qua khỏi cái làng ranh của cộng, đi ăn tiệc ở Vapa và có Vietnam Airlines bảo trợ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự việc đó đã đến lúc chúng tôi phải cùng lên tiếng thông báo cho tất cả đồng hương biết. Đó là tại sao tôi dùng cái danh từ là những người YouTuber chống cộng cuội. Chẳng thà những người nào có cái lập trường là tôi không chống cộng, hoặc là có những lập trường tôi thân cộng, chứ còn đừng có một mặt nói là mình chống cộng nhưng mà một mặt thì mình lại làm ngược lại. Cái điều đó chúng tôi không chấp nhận được. Và cái điều đó cũng để ám chỉ đến những cái người dân cử như là ông Chí Tạ, ông Trần Thái Văn, ông Trao Lý Ngoại Trí, ông Nam Quang, vân vân. Những người này một mặt thì mị dân kiếm phiếu bằng cách là đưa ra những cái nghị quyết binh vực lá cờ và vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, phản đối cái việc trưng bày lá cờ đỏ sao vàng, phản đối cái sự thăm viếng của nhà cầm quyền cộng sản. Nhưng mà trong đằng sau lưng thì họ hoàn toàn làm ngược lại. Vì vậy mà họ cũng như là thằng cuội trên cung trăng, là chỉ nói láo, nói xạo. Và vì vậy chúng tôi gọi là những vị dân cử chống cộng cuội. Thì ra cái ý nghĩa của dân cử chống cộng cuội và YouTuber chống cộng cuội là nói trong cái ý đó. Cái YouTuber mà chống cộng cuội giống như Trương Quốc Huy thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà ở phía dân cử thì họ nói là họ có phục vụ cho cộng đồng, không chỉ là cộng đồng người Việt không, mà còn nhiều cộng đồng khác. Thì cái việc mà chống hay là đấu tranh thì họ chỉ tham dự hay là hỗ trợ thôi, chứ không phải là họ là người đấu tranh. Thì khi mà nói về vấn đề chống cộng cuội như vậy thì ông nghĩ là có quá đáng hay không? Đây là những cái người mà họ đã trong thời gian họ đi tranh cử, nhất là ông Tạ Đức Chí. Ông Tạ Đức Chí trong cái năm 2022, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, ông luôn luôn ông gửi những cái thông điệp ra nói rằng khi ông được đắc cử và được cái sự tín nhiệm của cử tri về người Mỹ gốc Việt chúng ta, thì khi lên Sacramento ông sẽ mang cái việc mà ông đã bảo vệ lá cờ vàng, ông đã chống cộng, để mà mang lên trên thủ đô Sacramento, và ông sẽ làm cái việc đó, và ông sẽ dứt khoát là ông đứng ra bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì một cái lời tuyên bố như vậy, tại sao ông lại có thể tham dự vào một cái buổi tiệc mà có Vietnam Airlines tham dự? Một số cái vị đó cứ bào chữa rằng chúng tôi không biết là có Vietnam Airlines tham dự, và khi mà ông David Dương mời chúng tôi lên, ông không có thông báo cái việc đó. Câu hỏi của chúng tôi là khi quý vị bước vào hội trường thấy bao nhiêu là cái hình ảnh quảng cáo của Vietnam Airlines, quý vị đã phải thấy, và không có lý do gì quý vị không thể thẳng thắn nói với ông David Dương: chúng tôi rất tiếc là cái sự việc này chúng tôi không thể tham dự được, và chúng tôi xin phép được cáo từ đi về. Một cái câu trả lời lịch sự như thế ông có quyền làm, giống như cái lần tôi đi biểu tình ông Phạm Quang Vinh ở Los Angeles. Tôi không hề uống một ngụm nước, không hề ăn một miếng ăn, và tôi thậm chí cũng không có bắt tay ông Phạm Quang Vinh. Tôi lọt vào trong đó chỉ đủ một vài phút để mà tôi có thể đưa cái lời phản đối của cộng đồng người Việt đến với ông đại sứ Phạm Quang Vinh, để ông về ông nói lại với nhà cầm quyền ở trong nước, và sau đó tôi lập tức tôi đi về. Đúng ra những vị này đã phải làm như vậy thì mới là đúng cái trách nhiệm là một cái người đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Trong đó có rất nhiều cử tri Việt Nam đã nghe cái lời hứa của ông mà bỏ phiếu cho họ.
Thì sau khi mà xảy ra cái sự việc đó, đến ngày hôm nay thì các dân cử gần như cũng không có ai mà xin lỗi hay là có một cái việc mà phản đối cái ba hay là sẽ nhắm vào ông Đàm Vĩnh Dương. Thì cái điều đó ông nghĩ là như thế nào? Thưa anh, trong cái bức tuyên cáo của cộng đồng chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi biết là con người ta thì ai cũng có những lúc là lầm lẫn, quyết định hồ đồ, và cũng có những lúc mà vì lý do cả nể họ đã không có cái hành động nhanh chóng. Và thành thử ra trong cái tuyên cáo của chúng tôi đã tạo cho họ cơ hội. Chúng tôi nói rất rõ, nếu mà họ suy nghĩ và họ biết cái việc làm đó là sai trái thì họ chỉ cần lên tiếng xin lỗi cộng đồng và quyết tâm là trong tương lai sẽ không bao giờ có những cái việc như thế nữa, thì là chúng tôi sẽ thông cảm. Bởi vì trong cộng đồng của người bản xứ Hoa Kỳ, nhiều khi các dân cử quốc hội cũng như là ở cấp tiểu bang thì họ cũng có những việc làm sai trái, và họ chỉ cần lên tiếng thẳng thắn nhận cái lỗi của mình là tất cả mọi việc nó có thể dàn xếp được. Lần này ông họ đã không làm cái việc đó, thành ra mới đi đến kết quả trong cái buổi họp ngày 1 tháng 7 vừa qua là rất nhiều tổ chức quân đội ở ngay tại đền Thánh Trần đó, rất nhiều tổ chức quân đội cũng như là và một số cộng đồng đã phải đi đến quyết định là biểu tình ngày hôm nay. Chứ anh nghĩ có đâu có ai muốn phải mệt sức mà đi ra đi biểu tình, những người đó làm cái gì? Họ đã dồn chúng ta vào, chúng tôi vào cái con đường cùng, và vì vậy nó phải đi đến cái cuộc ngày hôm nay. Thì trong tương lai chúng tôi khẳng định chắc chắn 100% là chúng tôi sẽ xúc tiến cái việc bãi nhiệm ông Nam Quang. Thưa anh, sẵn cho Khải hỏi cái câu follow up với bác chú Phan Trình Nhơn hồi nãy đó. Có thể Khải không có nêu cụ thể như anh mới nhắc tên, tức là Khải hỏi là cái khi mà quý vị trương những cái bảng Việt Giang như vậy và biểu tình như vậy đó, thì nếu mà như vậy là đã khẳng định, đã kết luận là những cái thành phần này là đã đi vượt quá giới hạn, đã đi qua một cái chiến tuyến khác không thể quay trở lại, đúng không ạ? Hay nhưng mà chú Phan Kỳ Nhân thì trả lời là không, nếu mà họ xin lỗi hay là họ có thái độ phục thiện thì sẽ hoan nghênh trở lại, giống như hình thức chiêu hồi đó. Thì bây giờ cho phép hỏi anh trực tiếp với nhân vật Nam Quan thôi. Thì riêng đối với Nam Quan thì bây giờ quý vị đang tính trục xuất, tính trục phế, bãi nhiệm, recall. Thì nếu mà bây giờ anh ta xin lỗi, anh ta muốn phục thiện thì... Vâng, anh phát cho em hỏi lại cái câu hồi nãy. Dạ vâng, là tức là thưa anh, nếu mà như vậy đó thì hồi nãy em hỏi là những cái bảng mà Chí Tạ là Việt Giang, Trần Thái Văn là Việt Giang đó, thì chú Phan Kỳ Nhơn nói là sẵn sàng welcome, tha thứ cho họ. Nhưng mà nếu mà bây giờ riêng đối với nhân vật Nam Quan, nếu mà quý vị đang tính xúc tiến cái chuyện mà bãi nhiệm, mà bây giờ anh ta lại nghe ai khuyên anh ta lên tiếng xin lỗi, anh ta muốn trở về với chính nghĩa thì sao? Thưa anh,
Dĩ nhiên là chúng tôi luôn luôn chủ trương là mở rộng tay cho bất cứ những ai đã biết lỗi và quay trở lại với cộng đồng. Tôi cũng đã từng tha thứ cho bà Kimberly Hope khi mà thời xưa bà trong trường Anh Opry cũng bãi nhiệm bà ta. Nhưng khi bà ta biết lỗi, bà ta quay lại thì chẳng cần phải xin lỗi, chúng tôi cũng bỏ qua và mở rộng bàn tay đón nhận bà. Thì ông Nam Quang, chúng tôi cũng vậy. Nếu chúng tôi thấy những cái việc làm của ông nó có rõ ràng là ông biết cái việc làm ở thời gian vừa qua, đi nhậu với lại Nguyễn Trắc Toàn, khen ông Nguyễn Phú Trọng, khen đi lên dự kiện qua bà và một số những cái việc khác, mà chúng tôi thấy rằng cái hành động của ông ta cho thấy ông ta đã biết lỗi và ông ta quay lại với cộng đồng, quay lại với chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận ông và bỏ qua cho ông. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đây là cái hành động chứ không phải chỉ là cái lời nói suông. Một cái người mà đã có cả một cái quá khứ làm những cái việc tai hại thì cái việc mà chứng minh cho thấy là mình thực sự mình biết lỗi, mình quay lại, nó vẫn có cơ hội đó, nhưng mà nó phải có cho thấy, cho cộng đồng thấy là ông ta có thực tâm. Thì tất cả những việc bãi nhiệm tôi sẽ bỏ qua và chúng tôi đón nhận ông trở về với cộng đồng, với sinh hoạt của người Việt chúng ta. Thì nó đơn giản như vậy thôi anh. Còn riêng đối với trường hợp cụ thể là bà Amy Fan West, thì nghe nói là quý vị cũng có chương trình muốn bãi nhiệm Amy Fan West hoặc là ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, thì không biết là anh có thể cho biết thêm tí xíu chi tiết là cái chuyện tiến hành bãi nhiệm Nam Quang là chắc chắn hình như có rồi, nhưng mà riêng đối với cái cô Amy Fan West thì sao? Những cái việc đó chúng tôi còn phải cân nhắc nhiều việc. Chúng tôi hiện giờ chưa có một cái lịch trình nhất định, nhưng mà bà Amy West cũng là một trong những người mà chúng tôi suy nghĩ đến cái việc có thể chúng tôi phải bãi nhiệm luôn cả bà. Bởi vì cái việc làm của ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, ông Nam Quang và bà Amy Fan West rõ ràng cho thấy là họ lại tiếp tục cái việc giống như là The Gang of Three giữa Trí Tạ toa rập với nhau. Và toa rập với nhau. Thì điều đó nó làm cho cộng đồng chúng ta sẽ càng ngày càng phải xấu hổ đối với người đối với cái trình độ, cái chế độ dân chủ và tự do ở Hoa Kỳ này. Mình không thể làm để cho họ tiếp tục họ làm những cái điều mà nó sỉ nhục đến cái sĩ diện của người Việt của chúng ta thôi. Anh cho phép hỏi một cái câu update thôi. Tức là theo phải nghe theo dõi cái buổi họp á, thì quý vị đã nói là muốn thảo một cái thư để gửi cho ông, thông báo cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và ông Triều Pháp biết là cái biểu tượng, cái con số đề can 1975 á, nó là một cái sự sỉ nhục, nó gây những cái ấn tượng không tốt cho cộng đồng. Thì quý vị đã gửi chưa và đã có phản hồi gì chưa? Chưa anh, hiện giờ cái người được giao ra trách nhiệm viết cái bản thảo, viết cái bản thảo là ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì chưa thấy ông đưa cho chúng tôi. Thành thử ra trong một vài ngày nữa chúng tôi liên lạc với ông coi là cái bức bản thảo đó đã soạn đến đâu rồi. Dạ vâng, cảm ơn nghị viên Pháp Bùi rất nhiều. Anh còn có gì muốn lời dạ, cuối? Dạ. Thì vậy thôi. Tôi dạ, vâng. Xin phép được quay lại với đoàn người. Dạ vâng, cảm ơn anh Pháp Bùi. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đây ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em,
ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xuôi miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở Quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070.